Sao lại không có tên của tôi? Là công ty các cô gọi điện bảo tôi đến đây mà. Thật sự không có ạ. Mời cô. Cô Lục, có cô làm cố vấn thời trang cho bộ phim Trục Ngọc là vinh hạnh của chúng tôi. Đạo diễn Ngô, chào ông. Tôi là Lý Mỹ Dung. Trước đó công ty các ông có gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi đến làm cố vấn thời trang cho bộ phim này. Sao tôi không có ấn tượng gì hết nhỉ? Thôi để tôi hỏi giúp cô. Lý Mỹ Dung, có phải cô đến nhầm chỗ không? Công ty quay quảng cáo nhỏ ở lầu dưới. Tôi đã nói anh ấy nhẹ tay một chút rồi, nhưng thật sự hết cách. Lý Mỹ Dung, tôi đã nói rồi mà, Mạnh Thiên không thích cô. Buông tay đi thôi. Nếu không thì đến lúc đó người mất mặt là mình đấy. Bộ phim Trục Ngọc là Mạnh Thiên chủ động cho tôi đó. Thì Mạnh Thiên bảo cô tới sao? Mạnh Thiên coi trọng tôi, chứ không thì dựa vào cô. Một người chỉ ở nhà 3 năm, một bà nội trợ vô dụng, chẳng làm được gì, bà còn muốn làm cố vấn thời trang. Phải, chỉ dựa vào việc tôi đã cho cô 3 năm, nhưng chẳng phải cô vẫn không lấy được những giải thưởng mà tôi đã có được ở thời đại học đó sao? Cô, sao vậy? Mới thế đã tức điên lên rồi à? Không biết Trì Mạnh Thiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì còn thích cô nữa không? Tuyết Nhi, không sao chứ? Mạnh Thiên, em không sao. Ban nãy chắc là chị Mỹ Dung không may đẩy em thôi. Lý Mỹ Dung, dù cô có không thích Tuyết Nhi đến thế nào, cũng không nhất thiết chạy đến đây để đánh cô ấy chứ. Trì Mạnh Thiên, tôi đến đây không phải để đánh cô ta. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng không đủ rồi. Đi với tôi. Thả tôi ra. Trì Mạnh Thiên, tôi sẽ không theo anh về Trì gia, tiếp tục sống những ngày tháng chỉ xoay quanh anh đâu. Được, tôi biết rồi. Cô muốn chứng minh giá trị của bản thân, đúng không? Vậy thì tôi sẽ cho cả đoàn phim chơi với cô, đủ rồi chứ? Anh cứ phải như thế đúng không? Được, vậy thì tôi muốn làm cố vấn thời trang của bộ phim Trục Ngọc. Giờ cô đang kiếm chuyện với tôi đấy à? Tôi chỉ muốn bộ phim này. Cô ở nhà tận 3 năm trời, mỗi ngày không phải là dọn dẹp thì là ăn không ngồi rồi. Cô lấy gì để so với Tuyết Nhi? Người ta là tiến sĩ từ nước ngoài về. Phải đó chị Mỹ Dung à, chị đã 3 năm không đi làm rồi. Nếu như chị làm ra mấy cái thiết kế vừa quê mùa vừa xấu xí, làm mất mặt Mạnh Thiên thì sao đây? Thiết kế tạo hình của cô ấy không đến lượt cô đánh giá. Mỹ Dung, Tiêu Nhất Sơn, lâu rồi không gặp. Học trưởng Tiêu, anh về nước rồi hả? Cô Lý, hóa ra cô là do bên Tiêu Tổng gọi tới. Tiêu Tổng, vị này là nhà đầu tư của Trục Ngọc. Đây là... Được rồi, bọn tôi quen biết nhau cả. Ông đi làm việc trước đi. Vậy được, tôi đi trước đây. Mỹ Dung à, Mỹ Dung, em để lãng phí tài hoa của mình quá. Tiêu Tổng à, Trục Ngọc là một dự án lớn, cố vấn thời trang phim được dịch, thuyết không thể giao cho một người không có năng lực đảm nhận. Cô nói đúng. Nếu như hai người đều tự tin vào tài năng của mình như vậy, tôi thấy chi bằng thế này đi. Hai người lấy bản thảo thiết kế của mình ra, chúng ta cùng so sánh xem, đến lúc đó ai hơn ai kém sẽ rõ. Thế nào? Sao vậy? Ban nãy tự tin thế cơ mà, bây giờ không dám so nữa à? Ai mà không dám chứ? Chẳng qua là sợ chị thua rồi, thấy xấu hổ mà thôi. Nếu như chị muốn đấu, vậy thì tôi sẽ đấu với chị. Lý Mỹ Dung, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô có bất cứ cơ hội trở mình nào. Mời hai cô đưa bản thiết kế của mình ra. USB chứa bản thiết kế của tôi biến mất rồi. Có phải là làm rơi trên đường rồi không? Sao có thể chứ? Lúc tôi và Mỹ Dung gặp nhau, tôi kiểm tra lại, vẫn còn trong túi tôi mà. Mỹ Dung,
Chị lấy USB của tôi để ở đâu rồi? Tôi chưa bao giờ thấy USB của cô. Sau khi tôi gặp đạo diễn Ngô thì tôi chỉ nói chuyện với một mình chị. Những bản thiết kế đó đều là tâm huyết của tôi. Nếu chị đã không thừa nhận, vậy tôi chỉ còn cách lục soát túi của chị thôi. Đừng mà. Cô Lục, cô đang làm gì vậy? Cho dù là cảnh sát có đến thì cũng phải xuất trình giấy tờ mới có quyền lục soát. Cô thì dựa vào cái gì chứ? Chị không cho tôi lục soát thì chính là đang chột dạ. Cô chắc chắn là thể nhớ ở chỗ cô ấy sao? Tôi tin là Mỹ Dung. Không có cố ý lấy đâu. Chị ấy ở nhà làm nội trợ bao lâu nay? Nên chắc là đang nóng lòng, muốn thể hiện bản thân thôi. Lý Mỹ Dung, cô hãy lấy USB ra đi. Tôi sẽ xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trì Mạnh Thiên, cho dù tôi có muốn làm stylist của Trục Ngọc đi nữa thì tôi cũng sẽ không lấy sự trong sạch của bản thân ra làm bàn đạp đâu. Khoan đã. Cô Lục, lục soát thì cũng được thôi, nhưng nếu lục soát không ra thì cô tính thế nào đây? Nếu như không tìm được gì, vậy thì tôi sẽ rút lui khỏi đội ngũ của Trục Ngọc. Nhưng nếu tìm ra được thì Lý Mỹ Dung không chỉ phải rút lui khỏi đội ngũ mà còn phải công khai xin lỗi tôi trên Weibo nữa. Sao có thể? Sao có thể không có chứ? Tìm thấy thứ mà cô muốn tìm chưa? Chắc chắn là do chưa tìm kỹ. Tôi phải tìm lại. Đừng chỉ chăm chăm vào mình tôi. Cô cũng nên xem lại túi của mình đi. Đây là cái gì? Sao có thể chứ? Rõ ràng là lúc nãy tôi. Lúc nãy cô thế nào? Lục Tuyết Nhi, có còn nhớ lời mình nói không? Mời cô rút khỏi đội ngũ của Trục Ngọc. Mỹ Dung, lúc nãy là do tôi hiểu lầm chị. Thật ngại quá. Đều tại tôi không xem kỹ lại túi. Cô Lục, cô có biết lời hứa có nghĩa là gì không? Nếu như đã nói ra rồi, mong cô vui lòng tuân thủ. Xin hỏi, khi nào em có thể đi làm được? Đi làm gì chứ? Tôi nói cho cô biết, stylist của bộ phim này không thể nào là cô được. Trì Mạnh Thiên, tôi biết rõ vị thế của anh ở Hoa Thành, nhưng tôi cũng nhắc nhở anh một câu. Ở Trục Ngọc, người có quyền cao nhất chính là tôi. Cho dù anh là ai, cho dù công ty của anh là gì, cho dù nguồn vốn của anh có lớn bao nhiêu, thì chỉ cần ở Hoa Thành này, nếu anh muốn quay một bộ phim, vẫn phải hỏi ý kiến của tôi. Ý anh là sao? Ý tôi là sao hả? Ý của tôi chính là cô hãy mau đi với tôi, tránh ở đây khiến người ta phải xấu hổ. Mau đi thôi. Thiết kế của cô toàn là ba cái thứ tào lao gì không vậy hả? Cô có muốn sao chép thì cũng phải tìm thứ đàng hoàng mà chép ký. Cô thiết kế cái gì đây hả? Nghe nói ban đầu đánh rớt một cố vấn thời trang đã được lựa chọn kỹ càng, rồi cố nhét cô ta vào. Trên mạng thì nổi quá trời, nhưng thực lực chẳng ra làm sao. Cô không biết đâu, hình vừa bị tung ra là bên tạo hình của bộ phim này bị chửi cho lên top tìm kiếm luôn. Nói bộ phim tình cảm cổ trang có chế tác lớn nhất của năm là hàng rác rưởi. Tiếc cho cố vấn thời trang bị đánh rớt kia quá. Bị loại người có trình độ như này kéo xuống đúng là bất công mà. Mẹ, cẩn thận nóng đấy, coi chừng nóng. Trì Mạnh Thiên, anh được quá nhỉ. Chúng ta còn chưa ly hôn mà ông bướng bên ngoài đã kéo về rồi. Mạnh Thiên còn chưa ngồi, sao cô dám ngồi thế? Nào Mạnh Thiên, anh ngồi đi. Anh mau ngồi xuống đi. Ngồi ngay đây. Ăn cơm thôi. Mạnh Thiên à, con xem Tuyết Nhi hiểu chuyện biết mấy. Qua đây với mẹ. Vì biết hôm nay con về, con đặc biệt đích thân xuống bếp đấy. Đây là món canh hải sâm.
con thích ăn nhất. Tuyết Nhi à, Mạnh Thiên, anh về rồi đấy à. Tôi nấu canh cho anh đây, nếm thử xem có ngon không nào. Anh mau thử xem, ở nhà có gì mà. Lần sau cô không cần làm đâu. Tôi nghe nói anh rất thích món này, cho nên tôi mới học nấu. Tôi không thích. Tốn bao công sức để nấu, con mau nếm thử đi. Có ngon không anh Mạnh Thiên? Ngon lắm. Mạnh Thiên này, mẹ thấy con gầy đi nhiều rồi đấy. Chắc do cơm của Lý Mỹ Dung nấu khó ăn quá hả? Ngay cả đồ ăn cũng nấu không ngon bằng Tuyết Nhi, sao có thể xứng làm vợ được chứ? Mạnh Thiên, nếu anh thích ăn, sau này mỗi ngày em đều sẽ nấu cho anh. Đây là chọn vợ mà, đâu cần phải kiểm tra kỹ năng nấu ăn đâu. Chọn bảo mẫu mới cần chứ nhỉ? Mẹ, có phải mẹ muốn để Tuyết Nhi đến nhà chúng ta làm bảo mẫu không thế? Mỹ Dung, rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Sao chị luôn bắt nạt tôi vậy? Tuyết Nhi, nó còn làm gì cháu à? Thì là lần trước ở công ty, cháu... Mỹ Dung, cô tính làm gì vậy hả? Không phải cô ta nói lúc nào tôi cũng bắt nạt cô ta sao? Nếu tôi không ra tay, chẳng phải có tiếng mà không có miếng à? Mẹ, con nhỏ nghèo nàn này từ đâu ra vậy? Cô cần được dạy dỗ lại đó. Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Sao cô dám đánh Mạnh Thiên? Cô lại làm gì vậy? Con trai, đừng nói nữa. Mẹ, tôi nể bà là người lớn, tôi không dám đánh bà, nhưng tôi dám đánh chồng tôi, con trai bà đó. Nếu sau này bà còn dám động tay với tôi đảm bảo những gì bà làm với tôi trước đây, cả vốn lẫn lãi, tất cả sẽ đổ lên người con trai yêu quý của bà. Bữa ăn này tôi ăn không nổi nữa rồi, mấy người cứ từ từ mà ăn. Lý Mỹ Dung, mẹ, lúc con không có ở nhà, mẹ đối xử với cô ấy như vậy, đúng không? Tất nhiên rồi, con xem nó còn dám đánh con. Xem ra trước đây mẹ vẫn chưa dạy dỗ nó đủ mà, sao mẹ lại đánh cô ấy? Cô ấy là vợ con, mẹ đánh cô ấy thì cũng giống như mẹ đánh con. Con vẫn bảo vệ nó à? Không phải hai đứa sắp ly hôn sao? Sao mẹ lại biết được? Ai nói cho mẹ biết? Mạnh Thiên, em... Mạnh Thiên, đem mấy thứ này lên xe đi. Đây là màu mới đấy, nếu như phu nhân thích có thể thử một chút xem sao. Anh làm gì vậy? Vợ chồng hai người nhất định là rất yêu thương nhau. Nhìn động tác của anh, bình thường nhất định rất thường xuyên thoa son cho vợ mình nhỉ? Động tác thuần thục như vậy, hẳn là đã thực hành rất nhiều lần với người khác rồi chứ gì? Cô muốn nói ai? Tôi nói ai? Trong lòng anh chắc hẳn phải rất rõ ràng chứ. Cô ghen sao? Trì Mạnh Thiên à, mức độ tự luyến của anh thật sự làm người ta ngạc nhiên đó. Hai chúng ta cũng sắp ly hôn rồi, tôi để ý mấy chuyện này làm gì nữa chứ? Trì tổng giàu có nên không biết,
Đối với một gia đình nhỏ bé từng trải qua cảnh phá sản như nhà tôi, ngay cả khi một miếng vải rách trong nhà bị trộm đi mất thì tôi cũng sẽ khó chịu trong vài ngày. Cầm lấy. Đây là thỏi son vừa rồi. Nhưng tôi phải nói rõ cho cô biết, trước giờ tôi chưa bao giờ mua son cho ai cả, càng chưa bao giờ thoa son cho ai khác. Gì cơ? Tôi không nghe rõ. Lý Mỹ Dung à, nếu như tay cô có vấn đề thì mau đi gặp bác sĩ đi. Lại phát điên gì nữa đây? Giám đốc Trương là người mà Trì Mạnh Thiên cử tới đúng không ạ? Tôi biết ngay mà, cậu ta sẽ không bỏ mặc Lý gia nhà chúng tôi đâu. Ông cũng biết đấy, tính cách của phu nhân rất bướng bỉnh, cho nên chuyện Trì Tổng kêu tôi tới, anh không cần nói, tôi hiểu mà. Đây là... chẳng phải hiện giờ Lý gia đang thiếu tiền sao? Đây chính là cách mà Trì Tổng nghĩ giúp các ông đấy. Dạ được, tốt lắm. Lần này ấy à, Lý gia của chúng tôi được cứu rồi. Vậy tôi đi trước nha, nhờ cả vào anh vậy. Tiêu Tổng, chuyện mà anh giao cho tôi đã làm xong rồi. Vậy thì tiền làm tốt lắm, đi càng xa càng tốt, nhớ kỹ, đừng bao giờ để bị phát hiện. Dạ vâng, cảm ơn Tiêu Tổng. Cô Lý Mỹ Dung à, Lý Thanh Hải là ba của cô đúng không? Dạ phải, mời cô đến đây một chuyến. Ba, sao ba lại có dính líu đến góp vốn phi pháp vậy? Ba cũng không rõ nữa. Sáng nay cơ quan chức năng tới công ty thì ba mới biết chuyện này. Nếu như ba không làm gì cả, vậy thì cứ giao cho họ giải quyết đi. Tin chắc rằng bọn họ sẽ điều tra ra được. Hy vọng là thế. Mình đi thôi. Mẹ ơi, con với ba về rồi đây. Lệ Lệ, bà đâu rồi? Tôi về rồi đây. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Mẹ, mẹ ơi, cửa vẫn mở. Ba nghĩ có khi nào mẹ chạy ra ngoài rồi không? Mình đã tìm mấy ngày rồi, vẫn không có chút tin tức nào của mẹ con. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ba, ba yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm ra được mẹ mà. Ba uống bụng nước trước đi ba. Là tại ba, tại ba ra ngoài mà quá sơ ý, tại ba vội vàng ra ngoài quá. Là tại ba, đều tại ba cả. Ba ơi, ba, ba nhất định phải cố lên. Ba, ba ơi con xin ba. Ba, ba nhất định phải ráng lên. Ba phải ráng lên. Ba, xin dừng bước. Ba ơi,
Phải trái lên, người nhà bệnh nhân xin dừng bước. Phòng phẫu thuật. Ba đang làm phẫu thuật. Còn mẹ của em, em phải đi tìm mẹ của em, Mỹ Dung. Anh biết bây giờ em đang rất sốt ruột, nhưng bây giờ chỉ có một mình em, mà bác trai cũng cần có người chăm sóc. Đừng lo, anh sẽ ở lại với em. Vẫn còn Kỳ Mạnh Thiên. Bác sĩ, tình hình bây giờ của cô ấy thế nào rồi? Tốt nhất là nên ở lại bệnh viện quan sát. Alo, Kỳ Mạnh Thiên. Ba, chồng ơi, em khát nước. Sao vậy? Trì Mạnh Thiên, tại sao cứ mỗi lần em cần anh thì anh luôn ở bên người khác vậy? Tuyết Nhi à, em đừng có gọi bậy. Em là em gái của Trần Minh, cũng coi như là em gái của anh. Em như vậy rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Dù sao cũng không phải ruột thịt, gọi thì gọi có sao đâu chứ. Dương Lực, gần đây vợ tôi có liên lạc với cậu không? Không có. Bà Lý mất tích rồi, còn ông Lý thì bị xuất huyết não cấp tính phải nhập viện rồi. Phu nhân vẫn luôn ở bệnh viện để chăm sóc. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Cách đây vài ngày. Sao cậu không nói với tôi sớm hơn chứ? Này đau, đau đấy, đau tôi mà, vào trong đi. Mỹ Dung à, vụ công ty huy động vốn trái phép đã điều tra rõ ràng rồi. Chính ông ta đã làm ra chuyện xấu này. Chú hai, mấy năm nay ba của tôi đối xử với chú không tệ mà. Chú có biết chú làm như vậy là phạm pháp không hả? Chú muốn khiến ba tôi phải đi tù hay sao? Chú thật sự chưa bao giờ nghĩ như vậy cả. Là Trì Mạnh Thiên, chính là Trì Mạnh Thiên đã xúi giục chú làm như vậy đó. Trì Mạnh Thiên sao? Đúng vậy, chính là Trì Mạnh Thiên. Cậu ta đã cử cấp dưới đến đưa bản kế hoạch cho chú. Nếu không thì làm sao mà chú có thể nghĩ ra được cái cách này chứ? Không thể nào, không thể nào có chuyện này. Anh ta không có lý do gì để làm thế cả. Không phải, Dung Dung à, thật ra cậu ta chỉ là không muốn ly hôn với cháu. Cháu nghĩ đi, cháu thành ra thế này rồi, Vậy thì không phải là cháu không thể ly hôn với cậu ta rồi sao? Trì Mạnh Thiên, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do anh sai khiến sao? Anh đến đây làm gì? Tôi đến thăm ba. Tiếng gọi ba này của Trì Tổng, chúng tôi không thể gánh vác nổi đâu. Mang theo đồ của anh. Cút đi. Dung Dung à, cô nghe tôi giải thích đi. Anh có gì để giải thích sao? Tôi thật không ngờ anh lại không từng thủ đoạn như vậy. Anh vậy mà lại cử người đến xúi giục chú hai tôi đi huy động vốn trái phép. Cô đang nói cái gì thế? Cái gì mà huy động vốn trái phép chứ? Còn giả vờ không biết gì với tôi sao? Chuyện này anh định giải thích thế nào đây? Tôi, Trì Mạnh Thiên à, anh đừng nói gì nữa hết. Vào thời điểm tôi cần anh nhất, nếu như anh đã chọn ở bên người khác, vậy thì sau này tôi cũng không cần anh ở bên tôi nữa. Tôi cũng không cần anh ở bên tôi nữa. Đi ra ngoài, tôi có thể giải thích mà. Mỹ Dung, hãy để lời giải thích của anh lại cho người khác đi.
Trì Tổng à, tôi đã điều tra qua rồi. Người đã từng tiếp xúc với chú hai của phu nhân đúng là người của công ty con của chúng ta, là một giám đốc nhỏ. Vậy thì hãy tìm hắn đến đây cho tôi. Nhưng mà hắn vừa mới gặp tai nạn cách đây 2 ngày, qua đời rồi. Qua đời rồi sao? Điều tra cho tôi. Chuyện này nhất định không đơn giản như vậy đâu. Trì Tổng à, xảy ra chuyện rồi. Được biết, kẻ chủ mưu họ Lý của vụ án huy động vốn trái phép lớn đã được đưa tin trước đó, chính là ba của người đã đánh người trong đoạn phim rất nổi gần đây. Nhưng vì ông Lý nhập viện vì bệnh tình, dẫn đến việc điều tra vụ án bị đình trệ. Hôm nay, rất nhiều nạn nhân đã vây quanh cổng bệnh viện, yêu cầu một lời giải thích. Tìm ra nguồn gốc của đoạn phim này cho tôi. Thủ tiêu đoạn phim này ngay lập tức. Nào Mỹ Dung, ra ngoài rồi nói, đừng làm ồn đến ba. Tất cả đều do những kẻ đòi nợ làm sao? Đúng là vô pháp vô thiên mà. Bọn họ đã bị lừa hết mồ hôi nước mắt của mình. Đánh mất lý trí cũng là điều đương nhiên. Mỹ Dung, tôi sẽ cử thêm vài vệ sĩ đến. Tôi sẽ không để cô gặp phải chuyện như vậy nữa đâu. Không cần đâu Trì Mạnh Thiên. Chúng ta ly hôn đi. Chuyện chú hai cô huy động vốn bất hợp pháp, tôi không thể nói rõ ràng trong chốc lát được. Nhưng xin cô hãy tin tôi, thật sự không phải do tôi xúi dục. Có phải anh hay không cũng không còn quan trọng nữa. Sao lại không quan trọng nữa chứ? Chuyện đó là Trì Mạnh Thiên. Bây giờ cứ hễ nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy bản thân mình chính là kẻ đã gây ra tai họa cho ba mẹ. Không phải đâu, chuyện này không liên quan gì đến cô cả. Chắc chắn là có kẻ đứng phía sau chỉ thị. Anh không hiểu đâu. Nếu chúng ta ly hôn sớm hơn một chút thì tất cả những chuyện này chắc sẽ không xảy ra rồi. Chuyện này thì có liên quan gì đến việc ly hôn chứ? Như vậy đi, cô đã mệt mỏi mấy hôm nay rồi, về nghỉ ngơi chút đi. Những việc khác để sau rồi nói. Trì Mạnh Thiên, bây giờ tôi không muốn làm lỡ chuyện của anh đâu. Bây giờ chúng ta đến ủy ban thành phố đi, càng nhanh càng tốt. Cô có cần phải gấp gáp như vậy không? Được rồi, cô nhìn thử bộ dạng bây giờ của cô đi. Cô nghĩ có thích hợp để đến ủy ban thành phố không? Đúng vậy, để người ta thấy vợ cũ của Trì Tổng trong bộ dạng như thế này, chắc chắn sẽ làm mất mặt anh. Bây giờ tôi về nhà thay quần áo, 3 giờ chiều nay gặp nhau ở cổng ủy ban thành phố. Mỹ Dung, mời hai vị xuất trình giấy đăng ký kết hôn. Giấy đăng ký kết hôn.
Phiền kỳ tổng nhanh lên chút, tôi còn phải về chăm sóc ba tôi nữa. Giấy chứng nhận ly hôn. Ủy ban thành phố Hoa Thành. Cậu đến đâu rồi? Để tôi đưa cô về. Không cần đâu. Lý Mỹ Dung, nếu ngày nào đó cô đổi ý rồi, chỉ cần cô nói với tôi lập tức sẽ tái hôn với cô. Buông ra đi. Bỏ ra. Mỹ Dung, Trì Mạnh Thiên, anh đừng nói nữa. Giờ tôi nhìn thấy anh, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Cô ghét tôi tới mức vậy sao? Tôi không phải. Lên xe. Mỹ Dung. Cậu có tin? Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đổi cái này thành giấy đăng ký kết hôn không? Alo, Trì Tổng. Về sự việc bên phía nhà phu nhân đã có tiến triển mới. Trì Tổng, từ mạng lưới quan hệ của người quản lý mà điều tra, tôi tìm thấy Tiêu Nhất Sơn. Tiêu Nhất Sơn sao? Lúc trước bảo cậu đi điều tra về Tiêu Nhất Sơn. Cậu nói anh ta đã kết hôn ở nước ngoài. Sau khi ly hôn, vợ anh ta cũng đã qua đời vì tai nạn. Đúng vậy. Anh ta còn nhận được một khoản tiền bồi thường lớn từ bảo hiểm. Tôi cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ. Tôi đang cho người theo dõi. Vậy thì cứ tiếp tục phái người điều tra. Còn nữa, nhất định phải phái người bảo vệ thật tốt cho Lý Mỹ Dung. Vâng, tôi biết rồi. Nhà của phu nhân sao lại có cái này? Cái gì? Đây là axit folic. Thường thì những người có thai mới uống cái này. Anh đừng nói nữa. Bây giờ tôi nhìn thấy anh liền khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Khoa ngoại trú, bệnh viện liên kết số 1. Giúp tôi đem thuốc tới phòng bệnh. Vâng. Tại sao Lý Mỹ Dung lại đến bệnh viện? Cô có thai rồi sao? Tôi nghe nói sau khi cô ly hôn với Mạnh Thiên liền đi tìm tình yêu mới. Cô đó đúng là không biết liêm sỉ mà. Sao thế? Bị tôi nói trúng rồi đúng không? Cô chỉ là loại phụ nữ đứng núi này trông núi nọ. Cô không nhớ lần trước bị đánh phải không? Thì sao? Cô muốn đánh tôi à? Nếu cô cảm thấy chuyện lần trước chưa đủ khiến cô nổi tiếng thì cô cứ đánh đi. Cô đừng kích động. Thân phận của cô ấy rất cao quý. Thì sao? Bây giờ đến cả bệnh nhân cũng phân địa vị cao thấp nữa sao? Cũng không hẳn là vậy. Lần trước tôi thấy Trì Tổng đích thân đưa cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra. Cái dáng vẻ đó chắc chắn cô ấy sắp trở thành người trong lòng Trì Tổng rồi. Nếu cô đánh cô ấy bị thương thì ngày tháng sau này ở Hoa Thành cô biết sống thế nào đây? Nghe rõ chưa? Tôi khuyên cô mau biến đi. Biến càng xa càng tốt. Mỹ Dung,
Mạnh Thiên, sao anh lại đến bệnh viện? Em đã nói gì với cô ấy? Em không có nói gì cả. Chính cô ấy nhìn thấy em như nhìn thấy kẻ thù vậy, còn muốn đánh em nữa. Đoạn phim Mỹ Dung đánh người ở trên mạng, có phải là do em đăng không? Đoạn phim gì chứ? Em không biết gì cả. Lục Tuyết Nhi, bởi vì anh trai của em nên anh mới luôn khoan dung và chăm sóc em. Nhưng anh không ngờ em luôn ở sau lưng anh làm những chuyện bị ổi đó. Mạnh Thiên, Lý Mỹ Dung đối với anh quan trọng đến như vậy sao? Anh từng hứa với anh trai em là sẽ luôn chăm sóc cho em mà. Em không xứng nhắc đến anh trai mình. Trước khi anh ấy qua đời đã nghĩ em mắc bệnh nan y. Giây phút trước khi anh ấy đi vẫn còn bảo anh phải chăm sóc cho em thật tốt. Nếu em không như vậy thì anh sẽ không để ý đến em. Anh quá thất vọng về em rồi. Anh nói cho em biết, kể từ ngày hôm nay giữa anh và em sẽ không có bất kỳ mối quan hệ gì nữa. Mạnh Thiên, không sao chứ? Tiêu Nhất Sơn, anh có biết Lý Mỹ Dung đã mang thai đứa con của Trì Mạnh Thiên rồi không? Anh có còn muốn cái loại hàng qua tay đó nữa không? Cô nói cái gì? Cô ấy có thai rồi sao? Vậy thì phải cảm ơn cô đã nói cho tôi biết tin này. Anh cười cái gì? Lý Mỹ Dung đó có gì hay ho đâu, mà các anh lại bị cô ta mê hoặc đến như vậy. Đây là danh thiếp của tôi, cứ xem như là tôi trả ơn cho cô vì đã báo cho tôi biết tin tức này. Cầm lấy đi. Tin tôi đi, cô sẽ cần đến thôi. Alo, Mạnh Thiên, trong đoàn làm phim xảy ra chút chuyện, anh có thể nào giúp em được không? Lần trước anh đã nói rất rõ ràng với em rồi, giữa hai chúng ta không còn chút liên quan nào nữa. Nhưng mà alo, hãy giúp tôi dìm chuyện của đoàn phim Trục Ngọc xuống đi. Giúp cô sao? Giúp cô thì tôi được lợi gì? Anh cũng không muốn nhìn thấy cảnh Trì Mạnh Thiên và Lý Mỹ Dung quay lại đâu đúng không? Bây giờ Lý Mỹ Dung đã có được hơn nửa tài sản của Trì Mạnh Thiên rồi. Lấy cô ta, anh sẽ có được cả quyền lẫn tiền. Muốn tách bọn họ ra không dễ đâu. Nhưng khiến Lý Mỹ Dung hận Trì Mạnh Thiên thấu xương, không phải là xong chuyện rồi sao? Lý Thanh Hải, phải làm thế nào? Không cần tôi phải dạy chứ? Thế này thì Lý Mỹ Dung không hận Trì Mạnh Thiên mới lạ. Ông cũng đừng trách tôi. Muốn trách thì hãy trách con gái ông, cản đường của tôi. Bệnh nhân phòng 1203, có phải hôm nay vẫn chưa lấy máu đúng không? Làm cái gì đó, đi nhầm phòng thôi.
Y tá, kết quả xét nghiệm của ba tôi hôm nay thế nào? Không khác biệt lắm so với chỉ số ngày hôm qua. Khi nãy có một cô gái kỳ lạ lén la lén lút ở trong phòng của ông Lý. Dương Lực, cử thêm mấy người nữa đến bệnh viện canh giữ đi. Anh đưa cho tôi thứ thuốc quái quỷ gì vậy? Bơm mãi mà không ra được, khiến tôi không kịp. Đồ vô dụng. Có chút chuyện mà cũng làm không xong. Hèn gì Trì Mạnh Thiên không thèm cô là phải. Anh, anh dám động đến tôi sao? Anh coi chừng tôi đó. Đồ vô dụng như cô. Tôi động vào cô đó thì sao? Tôi nói cho cô biết, không có Trì Mạnh Thiên thì cô chả là cái thái gì cả. Còn anh thì tính là cái thái gì chứ? Biến, biến đi. Một người thôi mà cậu cũng không trông chừng được. Đồ vô dụng. Ở đó đợi tôi. Bệnh viện số 1. Trì Tổng, phu nhân, chuyện của bà Lý đã có những tiến triển mới rồi. Có tung tích của mẹ tôi rồi sao? Đúng là như vậy. Chúng tôi đã cử người đi kiểm tra tất cả các máy quay giám sát ở xung quanh khu vực của Lý gia. Phát hiện bà Lý lần cuối cùng xuất hiện là ở sau một bồn hoa, rồi từ đó biến mất không dấu vết. Chúng tôi nghi ngờ bà Lý đã bị ai đó đưa đi rồi. Hơn nữa, còn tránh hết tất cả các điểm mù của máy quay giám sát. Mấy ngày nay chúng tôi dán thông báo treo thưởng tìm kiếm trên khắp thành phố mỗi ngày. Nếu như là người bình thường đã đưa mẹ tôi đi thì cũng nên có tin tức rồi chứ. Có gì cứ nói đi, chúng tôi nghi ngờ, rất có khả năng là cố tình bắt cóc. Bắt cóc sao? Cố tình bắt cóc. Alo, Lý Mỹ Dung, mẹ của cô đang nằm trong tay tôi. Cô là ai? Cô là ai vậy? Mẹ của tôi ở đâu? Cô là ai vậy? Này, Mỹ Dung. Dung Dung, cô không phải là Dung Dung. Đương nhiên tôi không phải là con gái của bà rồi. Bởi vì Dung Dung của bà sắp sửa mất mạng rồi. Không thể nào, không thể nào. Lý Mỹ Dung đã cướp đi Mạnh Thiên, còn không để cho Mạnh Thiên giúp tôi, làm cho tôi bây giờ chỉ có thể cúng núng đi cầu xin người khác, trở thành trò cười cho người ta. Bà nói xem, không phải con gái của bà làm thì còn ai ra đây nữa? Mau thả mẹ tôi ra. Lý Mỹ Dung, không phải tôi đã bảo cô đến đây một mình sao? Tại sao cô lại mang theo Mạnh Thiên đến nữa? Tuyết Nhi à, có chuyện gì thì chúng ta từ từ nói. Cô thả mẹ tôi ra trước đã, được không? Từ từ nói sau. Lục Tuyết Nhi, em nhất định không được làm chuyện bốc đồng. Em bốc đồng sao? Em đã kiên nhẫn lâu như vậy. Em đã đợi anh 2 năm. Em đợi sau khi anh ly hôn với cô ta rồi sẽ đến cưới em. Nhưng kết quả thì sao chứ? Trước giờ anh chưa bao giờ nói là sẽ cưới em cả. Dung Dung à, em bình tĩnh một chút.
Lục Tuyết Nhi, cô thả mẹ tôi ra trước đi. Có điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô hết, có được không? Thật sự là điều kiện gì cũng được sao? Thật đó, tôi sẽ đồng ý hết. Được thôi, vậy bây giờ cô hãy lập tức rời khỏi Mạnh Thiên đi. Càng xa càng tốt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Lục Tuyết Nhi, cho dù không có Lý Mỹ Dung thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cưới em hết. Bởi vì anh chỉ coi em là em gái của anh thôi. Em gái sao? Giữa chúng ta rõ ràng quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy mà chỉ là em gái thôi sao? Em hiểu rồi. Chính là vì Lý Mỹ Dung. Là Lý Mỹ Dung đã phá hỏng hết tất cả. Mẹ già của cô bây giờ hình như đã bị hội chứng suy giảm trí nhớ rồi nhỉ? Ngay cả con gái mình cũng không nhận ra. Cô nói xem, bây giờ tôi có nên một giao xử đẹp bà ta không? Lục Tuyết Nhi, tôi van xin cô, cô thả mẹ tôi ra đi mà. Được thôi, vậy thì bây giờ cô hãy quỳ xuống, cứ đi một bước lạy một cái đến trước mặt tôi, cầu xin tôi đi. Nói không chừng tôi có thể tha cho mẹ của cô đó. Nếu như tôi quỳ thì cô thật sự tha cho mẹ tôi sao? Tất nhiên rồi. Để xem cô quỳ có ra dáng không. Đâu, giật có vang hay không? Đứng dậy. Đứng lên. Trì Mạnh Thiên, anh vì cô ta mà đau lòng như vậy. Cứ xem như cô ấy quỳ rồi thì sao hả? Cô như vậy là sỉ nhục cô ấy, chỉ khiến tôi thương cô ấy nhiều hơn, càng trân trọng cô ấy hơn thôi. Cô ta lừa anh đấy. Cô ta là một con đàn bà xấu xa. Mặc kệ cô ấy tốt hay xấu, ở trong lòng tôi đều không có gì thay thế được. Làm gì vậy? Tôi phải đi cứu mẹ tôi. Các người nói đủ chưa thế? Lý Mỹ Dung, cô đừng diễn nữa. Bây giờ tôi sẽ lấy mạng bà ta. Mẹ, không được, dì yếu quá rồi, mau đưa đi bệnh viện thôi. Mạnh Thiên, chị Mạnh Thiên, anh có biết em thích anh bao lâu rồi không? Hai chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, lại không bằng một lần gặp mặt của anh với Lý Mỹ Dung. Tại sao chứ? Tại sao thế? Tại sao thế? Cô nói đủ chưa vậy? Nếu như chưa nói xong, đợi lát nữa nói với cảnh sát đi. Mạnh Thiên, anh đừng ghét em mà. Sau này em không nói nữa đâu. Em không nói. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, sao cô dại dột vậy chứ? Sau khi anh trai em đi, cũng chẳng có ai yêu thương em cả. Bây giờ ngay cả anh cũng ghét em. Vậy chi bằng cứ như vậy đi. Mạnh Thiên, đi mau. Anh đi đi, nhanh lên. Đi mau.
Cẩn thận. Anh hãy cẩn thận. Đề phòng Tiêu Nhất Sơn. Mỹ Dung, chúng ta mau đi thôi. Mạnh Thiên. Mạnh Thiên đâu? Em mặc kệ anh ta, mau đi thôi. Sao anh lại khóa cửa lại? Mỹ Dung, nghe anh nói, trên tay Lục Tuyết Nhi có dao, cô ta rất nguy hiểm. Anh đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Cứ để cảnh sát xử lý đi được không? Đưa mẹ em đến bệnh viện trước đã. Đi mau, nhanh lên. Không. Mỹ Dung. Mạnh Thiên. Mạnh Thiên. Mạnh Thiên. Mỹ Dung. Mỹ Dung. Mau đi theo anh. Tiêu Nhất Sơn, anh mau mở cửa ra đi. Tôi biết anh ở ngoài đó. Chuyện trước đây anh ở nước ngoài sát hại vợ lừa tiền bảo hiểm, tôi đã cho người điều tra rõ ràng rồi. Anh không biết anh ta đang nói gì. Mau đi với anh. Sát hại vợ gì cơ? Cậu ta nói bừa thôi. Cậu ta hồ đồ rồi. Đi theo anh. Vậy anh mở cửa ra. Để anh ấy ra đi. Mỹ Dung, em đi theo anh đi. Anh bảo đảm với em, anh sẽ không giống anh ta đâu. Anh có thể ở bên em mọi lúc. Em yên tâm, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, sau này cũng không cần lo lắng về tiền bạc gì cả. Mau đi theo anh. Tiêu Nhất Sơn, em nghe không hiểu anh đang nói cái gì cả. Tiêu Nhất Sơn, đuôi hồ ly của anh giấu không nổi nữa chứ gì. Anh đúng thật là vì tiền mà chuyện gì cũng có thể làm ra được. Trước đây anh chỉ vì 10 triệu đã có thể chia tay với Lý Mỹ Dung rồi. Chia tay? Tôi với anh ấy chưa từng yêu nhau. Hai người chưa từng yêu nhau. Anh nói đúng. Chuyện đến nước này rồi, tôi cũng không có gì phải giấu cả. Tôi chính là loại người vì tiền có thể bán đứng tất cả. Dù sao bây giờ cô ấy đang mang thai đứa con của anh rồi. Chỉ cần anh biến mất khỏi thế giới này, cô ấy có thể thừa kế tất cả tài sản của anh. Đến lúc đó, tất cả sẽ là của tôi. Tên điên nhà anh. Anh buông tôi ra, đồ thần kinh nhà anh. Em nói đúng. Anh chính là kẻ điên đấy. Anh chỉ cần cho quả bom nổ, tất cả mọi thứ đều sẽ là của anh. Anh còn đặt cả bom nữa sao? Đúng thế. Không thì cái gì nữa chứ? Em nghĩ thứ đần độn Lục Tuyết Nhi đó có thể bắt cóc mẹ em đến đây sao? Anh nói cho em biết, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh đấy. Trì Mạnh Thiên, đợi đến khi anh biến mất khỏi thế gian này, tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tôi. Mạnh Thiên, làm sao đây? Mạnh Thiên. Mỹ Dung, em vì anh ta mà cả mạng sống cũng không cần sao? Mau đi thôi, quả bom sắp nổ rồi. Mặc kệ tôi đi. Mỹ Dung, không nghĩ cho bản thân mình, em cũng phải nghĩ cho đứa con trong bụng mình chứ. Con của tôi, con của tôi không thể không có ba được. Anh có thể làm ba của nó, anh có thể, nhưng người tôi yêu không phải anh. Đồ điên, cả hai người đều là kẻ điên. Các người cùng nhau xuống mồ đi. Mạnh Thiên. Mạnh Thiên. Lý Mỹ Dung, em mau rời khỏi đây đi. Mặc kệ anh, tôi không đi. Có đi thì cũng đi cùng nhau. Em lùi lại đi.
Mạnh Thiên. Mạnh Thiên, chúng ta đi thôi, nó sắp nổ rồi, mau đi. Cấp cứu. Trì Mạnh Thiên, Trì Mạnh Thiên à, cậu tỉnh rồi? Cậu có cảm thấy đau chỗ nào không? Không có, chỉ là hơi đau đầu thôi. Nghe nói lúc xảy ra vụ nổ, Trì Mạnh Thiên đã bảo vệ cả người của cậu. Xem ra thực sự là anh ấy đâu? Anh ấy bây giờ sao rồi? Anh ấy nằm ở phòng bên cạnh. Tình hình của anh ấy, hay là cậu đi xem đi. Xin chào, bệnh nhân trong phòng này đâu? Anh ấy vừa ra vườn hoa đi dạo rồi. Vâng, cảm ơn. Thật không ngờ, Lục Tuyết Nhi kia là một người nham hiểm như vậy. Uổng công mẹ đối xử tốt với nó. Mẹ, Mạnh Thiên, lại là con nhỏ xui xẻo. Cô đã gây ra chuyện lớn như vậy mà còn dám ra đây. Mẹ, chuyện này sao lại trách em ấy được? Sao lại không trách được? Nếu còn không cưới nó thì sao có thể gặp nhiều chuyện như vậy? Mẹ không thể biết được con hồ ly tinh này rốt cuộc tốt chỗ nào. Mạnh Thiên lúc trước vì cưới cô, ngay cả vị trí người thừa kế của Trì gia, thằng bé cũng không cần nữa, tự mình đi ra bên ngoài vất vả khổ sở để kiếm tiền trả nợ cho Lý gia các cô. Trì gia cưới tôi về, chẳng phải là vì bát tự của tôi có thể giải trừ vận xui sao? Mạnh Thiên nhất quyết đòi cưới cô, tôi lấy đâu ra thời gian để xem bát tự của cô? Hôm nay thằng bé vì cô lại bị thương nặng đến như vậy. Cô nói xem, cô có phải là tai họa không? Mẹ, con đã nói rồi, lần này nếu không nhờ Mỹ Dung thì mẹ sẽ không được gặp lại con trai của mẹ nữa đâu. Bởi mới nói con trai cưới vợ sẽ quên mẹ mà. Hôm nay mẹ nhất định phải đuổi được con nhỏ tai họa này đi. Mẹ, em cẩn thận con đứa bé trong bụng. Cái gì? Nó phải mang thai rồi sao? Đúng vậy, lần này em ấy không chỉ cứu con trai của mẹ mà còn cứu cả cháu của mẹ. Cứu cháu của mẹ sao? Sao con không nói sớm? Mỹ Dung à, con nói xem, con có thai là việc lớn, sao con không nói với mẹ sớm hơn? Con chưa kịp nói. Vậy lần này đứa bé có bị ảnh hưởng gì không? Không có, bác sĩ nói không sao, chỉ là phải nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Dương Lực, lão phu nhân, để tôi đưa bà đi mua ít đồ dùng em bé nha. Được, được thôi, vậy giờ tôi sẽ đi mua đồ cho đứa cháu yêu quý của tôi. Con nhớ chăm sóc tốt con dâu mẹ đó. Vâng. Nào, đi thôi. Em vẫn còn giận à? Trì Mạnh Thiên, giờ anh có thể cho tôi biết không? Anh đưa cho Tiêu Nhất Sơn 10 triệu là chuyện gì thế? Lúc đó ở bên ngoài trường, để hôm nay anh cho em thử lưỡi của anh Sơn đây, điêu luyện như nào. Đáng ghét. Tiêu Nhất Sơn, anh bị điên à? Sao lại tự dưng đánh tôi? Không phải anh đang quen Lý Mỹ Dung sao? Tại sao lại còn muốn chơi đùa với cô gái khác nữa? Anh không sợ Lý Mỹ Dung biết được sẽ buồn sao? Sao anh lại căng thẳng thế? Không lẽ anh cũng thích em ấy à? Ai có thể nghĩ rằng hội trưởng hội sinh viên, người ai ai cũng ngưỡng mộ, lại đi thích bạn gái của người khác? Sau này anh đừng như vậy nữa. Tôi đâu có nghe hội sinh viên có quy định này đâu. Anh nói xem, Lý Mỹ Dung thích tôi nhiều như vậy, nếu như em ấy biết được thì sẽ đau lòng như nào? Nhưng mà em ấy cũng có thể không biết mà. Điều kiện của anh là gì? 10 triệu, đưa tôi 10 triệu, tôi sẽ chia tay em ấy liền.
Cầm 10 triệu này, rồi mau cút ra nước ngoài cho tôi, cách Lý Mỹ Dung càng xa càng tốt, để cô ấy không phải đau lòng. Mọi chuyện là như vậy. Anh ta nói tôi là bạn gái của anh ta, anh cũng tin sao? Sao anh không hỏi tôi? Lúc đó mọi người ở trường ai cũng nói hai người là kim đồng ngọc nữ. Cả trường ai cũng nghĩ vậy. Anh luôn nghĩ việc mình dùng tiền để ép tình địch phải rời xa em thật đáng xấu hổ. Anh có phải là đã thích em từ rất lâu rồi không? Có thể em không nhớ. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Không sao rồi. Học trưởng, cảm ơn anh. Nhưng mà rõ ràng em cũng gọi anh là học trưởng mà. Vậy chắc là anh không nhớ rồi. Trì Mạnh Thiên, vậy anh có biết tại sao em muốn ly hôn với anh không? Trước đây thì biết là vì Tiêu Nhất Sơn, nhưng bây giờ thì anh không biết. Vào ngày sinh nhật của em đã thấy anh đi cùng Lục Tuyết Nhi, hai người đã hôn nhau trên phố, hai người còn cùng nhau uống rượu. Hôn nhau sao? Đó là vì lúc đó cô ấy nói trên cổ áo anh dính cái gì đó, sau đó lại bảo anh cùng cô ấy về khách sạn lấy đồ. Vậy anh còn ra nước ngoài cùng cô ấy, anh còn giúp cô ấy tìm việc làm. Còn nữa, anh đau đầu quá. Anh đừng cố ý ngắt lời em. Em vẫn muốn tin anh chứ? Nhưng những chuyện này vẫn còn là khúc mắc trong lòng em từ rất lâu rồi. Nếu như em không có được câu trả lời, em chắc chắn sẽ suy nghĩ mãi. Là như vậy. Bố mẹ cô ấy mất từ lúc cô ấy còn nhỏ. Cô ấy được anh trai nuôi dưỡng. Còn anh trai cô ấy lại là bạn thân nhất của anh. Anh nhớ lúc đó khi anh đi kiếm tiền để cưới em thì anh ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều. Sau này anh trai cô ấy vì tai nạn mà qua đời, nên nhờ anh chăm sóc người em gái duy nhất của anh ấy cưới em. Đâu có cần nhiều tiền như vậy đâu. Lúc mẹ anh nói em không đồng ý, nói là em chỉ vì Trì Gia có thể giúp gia đình em trả được nợ nên mới đồng ý lấy anh. Không phải, lúc đó là bởi vì em nghe thấy tên anh nên mới đồng ý đó. Được rồi, bây giờ anh biết rồi.